除了 以外. Nội dung giữa của phần mẫu câu 除了 以外 biểu thị không bao gồm phần đã nói. Sau đây chúng ta học phần 1. 家里除了小丽以外都是党员. Có nghĩa là trong nhà ngoài Tiểu Lệ ra đều là đảng viên. 家里除了小丽以外都是党员. Mời các bạn học tiếp. 班里除了阿强和阿芳以外都是本地人. Có nghĩa là trong lớp ngoài Cường và Phương ra đều là người địa phương. 班里除了阿强和阿芳以外 都是本地人. Mời các bạn học tiếp. 团队中除了阿凤以外都是男生. Có nghĩa là trong đoàn thể ngoài Phượng ra đều là nam giới. 团队中除了阿凤以外都是男生. Mời các bạn học tiếp. 国际台除了 中国人以外，还有很多国家的外籍专家。Có nghĩa là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, ngoài người Trung Quốc còn có rất nhiều chuyên gia người nước ngoài. 国际台除了中国人以外，还有很多国家的外籍专家。Mời các bạn học từ mới. 党员 có nghĩa là đảng viên. 党员 mời các bạn học tiếp. 本地人 có nghĩa là người địa phương. 本地人 mời các bạn học tiếp. 团队 có nghĩa là đoàn thể. 团队 mời các bạn học tiếp. 外籍 có nghĩa là người nước ngoài. 外籍 mời các bạn học tiếp. 专家 có nghĩa là chuyên gia. 专家 mời các bạn học tiếp phần 2. 李明除了好学以外还很谦虚. Có nghĩa là Lý Minh ngoài chăm học ra còn rất khiêm tốn. 李明除了好学以外还很谦虚. Mời các bạn học tiếp. 张山 除了打羽毛球以外还打网球. Có nghĩa là Trương Sơn ngoài chơi cầu lông ra còn chơi quần vợt. Trương Sơn 除了打羽毛球以外还打网球. Mời các bạn học tiếp. Xu Zheng 除了当导演以外还参与演出. Có nghĩa là Từ Tranh ngoài làm đạo diễn ra còn tham gia biểu diễn. Xu Zheng 除了当导演以外还参与演出. Mời các bạn học tiếp. 这里除了能买手机以外还能买充值卡. Có nghĩa là ở đây ngoài có thể mua điện thoại di động ra còn có thể mua thẻ điện thoại. 这里 除了能买手机以外还能买充值卡. Mời các bạn học tiếp. 这件衣服除了穿不下以外还掉颜色. Có nghĩa là chiếc áo này ngoài không mặc vừa ra còn thôi màu. 这件衣服除了穿不下以外还掉颜色. Mời các bạn học từ mới. 谦虚 có nghĩa là khiêm tốn. 谦虚 mời các bạn học tiếp. 羽毛球 có nghĩa là cầu lông. 羽毛球 mời các bạn học tiếp. 网球 có nghĩa là quần vợt, tennis. 网球 mời các bạn học tiếp. 导演 có nghĩa là đạo diễn. 导演 mời các bạn học tiếp. 手机, có nghĩa là điện thoại di động. Sổ chi. Mời các bạn học tiếp. Trông trữ khả, có nghĩa là thẻ điện thoại. Trông trữ khả. Mời các bạn học tiếp phần 3. Trú là ai chứ khảo giá y vại, wǒ hái ai chứ trà giang miên. Có nghĩa là ngoài thích ăn vịt quay ra, tôi còn thích ăn mì tương thịt. Trú là ai chứ khảo giá y vại, wǒ hái ai chứ trà giang miên. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. Trú là ai chứ khảo giá y vại, wǒ hái ai chứ trà giang miên. Mời các bạn học tiếp. Trú là lơ yu trụ rần y vại, ta hái đà công vô sư. Có nghĩa là ngoài thích giúp đỡ người khác ra, anh ấy còn chí công vô tư. Trú là lơ yu trụ rần y vại, ta hái đà công vô sư. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. Trú là lơ yu trụ rần y vại, ta hái đà công vô sư. Mời các bạn học tiếp. Trú là sơ sư bù hoàn sàn y vại, trơ lỉ hái loạn sâu phẩy. Có nghĩa là ngoài thiết bị không hoàn thiện ra, ở đây còn thu tiền bừa bãi. Trú là sơ sư bù hoàn sàn y vại, trơ lỉ hái loạn sâu phẩy. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. Trú là sơ sư bù hoàn sàn y vại, trơ lỉ hái loạn sâu phẩy. Mời các bạn học tiếp. Trú là thí công pí chấu y vại, trơ lỉ hái nâng khản sư dịa bê. Có nghĩa là ngoài cung cấp bia ra, ở đây còn có thể xem giải cúp bóng đá thế giới. Trú là thí công pí chấu y vại, trơ lỉ hái nâng khản sư dịa bê. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 除了提供啤酒以外, 这里还能看世界杯. Mời các bạn học tiếp. 除了门诊部以外, 后院还有住院部. Có nghĩa là ngoài phòng khám bệnh ra, phía sau còn có bộ phận nằm viện. 除了门诊部以外, 后院还有住院部. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 除了门诊部以外, 后院还有住院部. Mời các bạn học tiếp từ mới. 烤鸭, có nghĩa là vịt quay. 烤鸭, 炸酱面, có nghĩa là mì tương thịt. 炸酱面, 设施, có nghĩa là công trình, thiết bị. 设施, 世界杯, có nghĩa là giải cúp bóng đá thế giới. 世界杯, 门诊部, có nghĩa là phòng khám bệnh. 门诊部, 住院部, có nghĩa là bộ phận nằm viện. 住院部